Từ sáng đến giờ em chưa được ăn gì. Bây giờ em đói quá, đi bộ về nhà tới chay để chưa lấy tiền để đi mua gạo có bánh mì để ăn. Ừ, sao được rồi bây giờ? À, đây, xin chào chị. Hai bọn mình ra xin để đi ăn đi. Ồ, để chị ra xin thăm bên người ta có cho không? Đi. Ta phải xù tóc lên. À, chị chưa xù tóc của chị mà. Ủy sướng thế, nhà giàu được ăn nhiều sướng nha. Ngon quá. Vẫn còn nhiều đồ ăn lắm em ạ. Ăn bao giờ mới hết được. Em ra xin đi. Anh ơi cho em một cái bánh mì. Nghèo nghèo của mày á, chỉ ăn cái này thôi. Làm gì được ăn đồ sang như bọn ta. Con nhằng nhéo kia ra đây tao cho. Nhà mày làm gì được cầm cái này. Quỳ xuống xin tao đi rồi tao cho. Em không cần phải quỳ. Mấy cái đứa nhà giàu dơ bẩn như thế này bọn mình không cần phải động chân động tay với nó. Không cần nữa. Đây, ở đây chị ơi. Chúng mày có tí tiền, chúng mày đừng có sỉ nhục người khác nhá. Đúng rồi đấy. Kệ bọn tao có nhà giàu, bọn tao có tiền thì bọn tao nhà... Giàu thì lúc nào cũng phá sản đấy nhá. Còn lâu. Bạn chắc không? Chắc. Cứ để xem, đấy là tiền của bố mẹ nhà mày chứ không phải tiền của nhà mày nhá. Thế tao. Không, em ạ. Chị ơi em không bắt được. Mình nói rồi. Lại ông đi qua lại bà đi lại cho tôi ít tiền sống qua ngày. Ơ em ơi. Lại ông đi qua lại bà. Chị ơi chị. Cho anh là nhà cho một ít đồ ăn. Cho cởi mũ ra. Ồ, hóa ra là anh ngày xưa nhà giàu khinh bỉ bọn này đây mà. Bây giờ phá sản rồi. Lại đi ăn xin thế này à? Tao chặn cho hai anh em mày một câu. Nhà mày giàu ấy, đất mày nhiều ấy, nhưng mà nhân cách của mày như kiểu đồ ăn vứt đi mà thôi. Mình在这里，在这里等你。